Giang dọn cỏ vòng vòng. Hello Giang. Chào cả nhà. Bên đây mẹ đang chuẩn bị bình bông để cúng, đang chuẩn bị cúng. Chào cả nhà. Đây là cậu Sáu. Chào cậu Sáu. Rồi. Đây là anh ruột của mẹ Hằng nha cả nhà. Chào bé Nam. Chào ông bà cô chú đi con. Chào. Ba Hằng phải trông coi lúa thóc cho nên là không có về chung được. Nếu về chung được thì vui quá. Sao lưng cậu nhóc này, Nam? Nam phụ nhổ cỏ cho ông cố nha con. Cho nhà ông cố sạch cỏ nha. Lát mình bơm cái này, đang bơm nước lên ha cậu sao? Đây, chút nữa là giật máy nổ tứ bơm lên. Này giống cái máy bơm nước bắt chuột của mình hôm bữa quá Giang. Rồi ạ. Mong để đó đi. Mình không nào, mong bên đây nè. Ừ. Không đi. Mình tới giật máy cho. Con biết giật máy không mà con giật. Này cậu Sáu trồng hai cái chậu bông này đẹp. Bông trang này sao thấy nó ngộ ngộ cậu Sáu? Trang hường. Màu nó không phải đỏ tươi ha. Đây, bên đây là màu tươi. Hai cái chậu này trồng này đẹp, ngoại thích lắm, ngoại xưa thích trồng bông lắm. Đây là mẹ chuẩn bị để cúng bình bông, trái cây, bánh bò, bánh phồng với tiền vàng bạc, nước uống. Vậy là đầy đủ trong ngoại vậy mẹ. Rồi, bây giờ mẹ sẽ cúng nha. Trước khi mình dọn dẹp nhà cửa trong ngoại, mình phải trình báo trong ngoại biết. Mình dọn đồ xuống. Mình nãy chắc ngoại ăn bánh uống nước rồi, giờ mình rót cái tiền cho ngoại đi. Rồi mình sẽ làm vệ sinh nhà cho ngoại. Cậu sao uống? Uống nước cúng của ngoại rồi. Xuống từ từ con. Từ lâu quá gặp.
sáng mà không có đem nó làm chải hả? Có cái đùi dẻ nè, mẹ ăn gian thịt đi mẹ lao. Tại vì cái này mình tầm ở đá nên cũng dễ dàng vệ sinh. Xịt xịt vô mấy cái gốc này nha, cho nó văng bụi ra. Này mình chỉ cần xịt nước là lau chùi sơ sơ là sạch thôi mà. Cái gì mà đá mà. Chủ yếu là mấy cái gốc đó nha. Sinh sạch sẽ ngôi mộ trong ngoại rồi. Bây giờ cũng tới giờ ăn cơm trưa rồi. Sáng Hằng đi chợ, Hằng có mua con gà. Hôm nay mẹ sẽ nấu gà nấu thơm nha, cho mọi người cùng ăn trưa. Hôm nay mẹ sẽ nấu để mời cậu Sáu với mời Sáu. Anh ở nhà ăn chút ăn cơm luôn anh ơi, giờ hả đi đâu? Đường, muối, bột ngọt, chút bột ngọt, chút mỡ thơm, dầu. Cái này nấu hết cho đâu mẹ? Chắc hết á, không biết gì cho nấu cho hết luôn.
Món này thì mình nấu cũng đơn giản thôi cả nhà. Mình ướp gà xong rồi mà mình nấu, rồi nấu chín mình bỏ thơm vô. Rồi mình ăn món này với bún. Ăn nhẹ, cậu Sáu đói bụng. Củ hành này, cái này là đúng của Đà Lạt mà. Sao mày nhận dạng được Đà Lạt? Nó cái thịt nó trong hơn, trắng. Còn cái kia nó đỏ. Rồi nguyên liệu của mình đã sẵn sàng, bây giờ mình đi chế biến thôi. Giờ đói bụng quá rồi, mình nấu bếp ga luôn cho nó nhanh. Trong vườn cái giá bán cậu Sáu nghe mùi thơm chưa? Thơm rồi đó. Thơm rồi không? Có thơm rồi. Bây giờ mình xào cho săn thịt rồi mình cho nước vô này. Dạ đúng rồi. Thì sáng nha. Bên... Cái mua dừa ha. Cứ mình cho ăn bún rồi mẹ. Mình thêm miếng nước ha. Thêm đi. Có nước cho ăn bún cho ngon. Thịt cũng nhiều. Quá xôi mẹ ơi. Thôi giờ thịt nó cũng mềm mà mẹ thả cơm vô. Gà này nó cũng tơ. Gà này hình như sáng 1-3-4 kg vậy. Trời ơi cái cục khóm này. Cục này quên cắt cái gì bữa giờ. Nó dính lại. Tướng đâu quên. Dính lại chứ đâu cắt dày dữ. Rồi bây giờ mình bỏ thơm vô và nêm nếm lại là mình có thể ăn được rau. Còn miếng thơm rồi mẹ. Chín rồi. Thêm nước không mẹ? Thôi được rồi con. Thơm là còn da nước đó. Quá hấp dẫn cả nhà ơi. Đây là nhà ngoại của Hằng. Bây giờ mình chuẩn bị ăn trưa thôi. Chào mợ Sáu. Đây là mợ Sáu nha cả nhà. Giờ hôm nay mình sẽ ăn gà nấu thơm với bún. Có sẵn trái cây luôn. Rồi mẹ chứ ba. Mình chia ra hai chén được mà sao? Hai chén con chấm đi. Hai bên thì cái bàn tròn. Rồi mời cả nhà ăn trưa cả nhà ơi.
Hôm nay ăn trưa với ông với bà ngoại với cậu Sáu và Sáu nha. Nãy giờ rồi. Chưa giới thiệu với cả nhà, đây là bà ngoại. Chào bà ngoại nha. Chào đi. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại, giới thiệu cho cả nhà biết rồi. 92. 92 tuổi hả? Tết này là 93 gì? Tết này 93, nó lớn lên. Tết này nữa là ngoại được 93 tuổi. Ăn cơm mà không mong muốn cơm ngoại con. Ngoại năm nay cũng yếu rồi. Ăn chứ. Cậu Sáu thưởng thức cái món mẹ con làm coi. Đây, bắt đầu. Bắt đầu quốc cơm mẹ. Mời cả nhà cùng thưởng thức cùng gia đình nha cả nhà. Quá ngon. Cơm nè ngoại. Rồi. Ngon vậy ăn nhiều nha cậu Sáu. Chiều nay còn đi bẻ sơ ri nữa. Thôi mình mời cả nhà ăn cơm nha. Rồi. Mời bà ngoại, mời mẹ, mời cậu mợ, mời Giang luôn nha. Giang với ngoại. Mình có sẵn trái cây lên set luôn. Có cái muỗng một. Đẩy đi, đợi. Có lấy một cái đó. Ăn mặn dữ ta. Thử miếng thịt đi mà sao? Thử ngon không? Thử miếng thịt mẹ nấu coi. Hợp khẩu vị nhà bà sao không? Này mẹ nấu hả mẹ? Mẹ nấu á. Ngon. Gà này nấu nhanh ha, gà tơ. Có cái thơm vô thơm quá. Để nó vô cái nó mà nó mau mềm nữa. Má ăn đi má. Con xé cho má nha. Quên nữa. Mời ông ngoại nữa chứ. Ông ai kêu ngoại. Mời ông ngoại về ăn cơm với gia đình luôn nha ngoại. Bữa nay hai đứa con với hai đứa cháu lại phụ lại dọn nhà cho ngoại ăn Tết. Chỗ ngoại trông đẹp lắm nha. Có bông hoa đầy đủ. Thử chứ ớt còn nó cay không có sao. Mà sao nó gì? Lâu lâu bây giờ người ta nấu lại xưa này ngon lắm. Dạ. Cái này gà mình nấu cũng ngon mà vịt mình nấu không được ngon. Không thấy đường. 92 tuổi rồi còn cái gì nữa. Còn được nhiều là mừng. Còn mình bán nữa là bà bán bánh chết. Còn bà ngồi nữa là cái này hết người già phải không? Giờ thỉnh thoảng khi mình đi về đây, mình đi vô nhà là bà ngoại xém đuổi mình đi luôn cả nhà. Ngoại không nhớ mình. Có khi nhớ khi không. Vậy mà em vô bà ngoại nhớ nha. Nhớ bà ngoại. Dạ dạ. Dạ hả? Có bữa nhớ bữa không. Có khi vô gặp con hỏi con ai. Còn Yến Hảo mày không nhớ. Yến Hảo hỏi không nhớ đi. Chị con của dì Tư hả mà sao? Vậy con mới nói là có khi con vô thì nhớ, có khi cũng không nhớ. Bà ngoại ơi. Nhớ ông ngoại không? Nhớ ông ngoại không? Không nghe. Nhớ lớn á. Bà ngoại còn nhớ ông ngoại không? Nó là nè. Nhớ ông ngoại không? Nhớ ông ngoại không? Ngủ đêm nằm ngủ mình nên nó nhớ ổng không? Không. Sao kỳ vậy? Trời ơi. Mừng mấy năm rồi. Mừng mấy năm rồi ông ngoại mất rồi. Năm rồi. Không nhớ mà nhớ 12 năm rồi đó ha. Hình rộng ngon á. Hành. Nhìn hành. Bữa nay giờ con với mẹ với Giang với cậu Sáu mới đi rửa mộ ông ngoại trong á. Sửa sạn nhà cửa cho ông ngoại ăn Tết. Nói hồi bà hỏi mày là đứa nào nữa. Mắm mà lạc quá. Lạc rồi ơi, nước mắm gì mà lạc. Để con chan cho má. Đây. Ăn mặn quá. Ớt nè. Rồi, má cho má nha. Cần chan nước thêm không? Đối với những người già là những bữa cơm như thế này là rất là vui nha cả nhà. Ngoại già rồi con cháu đều ở xa. Có ở đây có cậu Sáu với mợ Sáu à. Ngồi hay trong người này đến người kia đến.
Ăn cơm gì vui không ngoại? Ngoại ơi, ăn cơm gì vui không? Vui. Vui. Miếng nữa đi má. Ờ, ăn trái cây đi, má ăn trái cây đi. Trái cây đi. Ngoại xong rồi hả? Ngoại ăn xong rồi. Ừ. Ăn đi má, ăn đi. Ăn lại xét đi ngoại ơi. Ngoại sáu xong luôn hả? Xong. Chị má sáu ăn trái cây đi má sáu. Ngoại sáu thì ngoại sáu với bà ngoại ăn lại xét rồi, chủ nhà ăn lại xét rồi, khách mời còn ăn món chính. Quá. Thôi vậy cho mình cũng ăn nha. Thôi cũng trưa rồi, Hằng xin kết thúc clip ở đây nha. Hằng chào cả nhà, hẹn gặp cả nhà vào các clip sau. Cảm ơn cả nhà đã xem clip của kênh. Chúc cả nhà một buổi trưa vui vẻ. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà.